Bữa ở nhà nó bị sốt cao quá chứ dì hai đưa đi khám thì nói là ruột bé bị sưng. Ở bên Bến Cát thì khám ra thì nói bé bị nhiễm khuẩn nên nó thôi để đưa lên đây khám chứ chắc ăn. Nên rồi bác sĩ kêu nhập viện luôn. Rồi lên đây thì giờ có ai phụ em không? Dạ không. Nhập viện được bao nhiêu ngày rồi? Hai ngày. 2 ngày rồi. Rồi tình hình sức khỏe sao? Bé hả? Bé thì nó cũng ổn một chút. Tại giờ nó hết sốt như bữa hổm nó học dữ lắm. Lên giờ tiêm thuốc rồi á. Với bác sĩ nói nó thở yếu lắm. Giờ nó bớt o khè lên. Hôm trước thì tụi mình không dám quay cái phần chân của bé vì còn bó bột. Thì bây giờ mọi người thấy cái chân bây giờ là có thể là các ngón là đều cảm nhận được nè, thấy không? Đó, lắc được rồi nè. Rồi đụng vô có bị đau không em? Không, mà có cái nó co ra cô vô huấn cái ít co, tại vì bông một là thẳng giờ này thẳng nè, còn giờ này cong gì nè, là giờ cứ vậy. Vậy là dưới phần này tự nhiên cái xương nó nhô ra quá, bởi sợ đi bác sĩ chụp lại. Chụp chân đó là chân. Dạ, dạ. Tại vì bữa bác sĩ có nói là tới chừng mà tháo bột ra là phải chụp hình lại, nếu mà xương không ngay thì phải mổ cái lớp xương lại. Còn đã chụp lại chưa? Chưa. Hôm qua là chỉ chụp, không biết qua chụp sao á, nhưng mà bữa nay em nói xương vậy nè, bác sĩ rồi để chút trưa chụp lại. Cái phần chân này là gần như là không có co vào được, dạ, đúng không? Chân của bé bây giờ không co được, dạ, là cứ thẳng miết à. Còn cái chân này thì bình thường, dạ. Còn cái phần chậu, phần xương chậu, ổng nó ngồi sao tự nhiên nó khóc. Bình thường thà ổng đứng không sao mà để ngồi xuống đùi em nè, nó khóc. Đau, còn đau. Bởi vậy em không dám ẩm để nó ngồi đó. Còn hiện giờ tình hình cái mắt em sao rồi? Nhức, mấy ngày nay em không uống thuốc cái nó nhức mà nó mờ nữa. Mà ngủ nói chuyện tối ngày luôn. Nó ngủ nhiều không? Có hôm qua chích thuốc xong ngủ lì bì luôn. Ngủ từ chiều tới tối không sao. Nó kia nấm ra có khóc không ta? Khóc. Mà nội tập chứ mấy giờ ghiền luôn. Nhưng mà vậy là bé bị 2 cái là phổi với lại tiêu hóa đúng không? Dạ. Ăn là học còn không? Còn, cũng còn. Còn. Dạ. Lại lên đây nè, xong rồi cái nó học vậy đó, cái em hạn chế cho nó bú lại ít, cho nó uống nước. Nhưng mà có khai xong khí vuông không? Dạ. Phải xong khí vuông đúng không? Dạ không, bên đây là tiêm kháng sinh tùm lum vậy. À, tiêm kháng sinh. Biết người lạ nha. Tay này là cầm nắm được con nè. Đau chưa? Nhiều bệnh quá. Thôi em đi lên em bằng gì? Phương tiện gì? Em đi taxi. Đi taxi. Rồi ở nhà thì ai chăm mấy đứa lớn? Ai đứa lớn? Bà ngoại. Ai? Bà ngoại chăm. Bà ngoại chăm. Bà ngoại hổm giờ nuôi 2 đứa lớn đó, cực không? Có la gì không? Quậy tan nát chưa? Sáng giờ hôm qua em mệt cái điện ngoại kêu ngoại mai em đặt xe cho ngoại lên, cái ngoại coi giùm buổi đi, cái em về tới chiều em lên lấy thuốc rồi. Giờ em giờ nó sổ đi không nổi, đi lên đi xuống. Ngoại mới nói lên chợ, giờ lên đây cái đi khám rồi không biết đường. Rồi hổm với anh Sang sao rồi? Có. Dạ. Mình đâu biết đâu. Mình đâu biết đâu. Anh có nhắn tin em nữa? Không. Có liên lạc gì không? Dạ không. Không luôn. Vậy là lần này là chắc chắn rồi đúng không? Dạ. Lần trước là xa lâu nhất là bao lâu? Không, lần này chắc chắn rồi mà. Mấy lần trước á, kỷ lục hai vợ chồng mà xa nhau không ở nhau được bao lâu? Đó giờ khác không à. Đừng có kéo cái áo nó với nó giãn thì gì luôn. Trước giờ nhỏ còn ngoài chăm, giờ chăm có quen không? Chứ bữa nay nấu bột đợi chứ bữa trước còn một cái bọ gì đi khắp cái bệnh viện luôn, trời ơi, đi bộ nữa mà đi khám đủ chỗ muốn xỉu luôn à. Đúng, nhưng mà chưa nắng nóng nữa, như đi nắng nóng cái bé nó bứt cứ la làng nó khóc quá trời. Mà công nhận kỳ tích thôi anh Hoa, lúc hồi mình mới tiếp xúc á mình sợ không có vượt qua. Nhất cái phần đầu của bé nha, không bao giờ nó lành lại, không ngờ là không ngờ mà bây giờ vô cùng lành. Có nghĩa là hôm đạp hoài ai ghé không ai dám đụng vô đầu đó. Chiều hôm tháng 1 có dễ chịu không? Dạ. Bây giờ cái đầu cắt cơn bột của người ta luôn. Nhưng mà bác sĩ nói là cái tình trạng của bé nặng không? Viêm phổi, bác sĩ nói chuyển qua nặng, giờ là bé thở yếu lắm. Ồ vậy hả? Còn tiêu hóa thì sao? Đó bác sĩ không nói, tại vì đi chủ yếu là tại bác coi là thấy viêm phổi nặng nên bác kêu là thôi nhập viện. Em hỏi là giờ về được không? Bác kêu là không được, về là giờ để nó đây mới an toàn chứ đem về không được đâu, tại vì nó giờ nó thở yếu lắm. Cái mắt con nít mà nó bị hai cái là hô hấp rồi tiêu hóa nó rất là nguy hiểm. Rồi cái thằng đầu của bé thì bác sĩ đã khám lại chưa? Dạ chưa, tại em chưa tới lịch khám. Đào chân nhưng mà chưa tới lịch khám thì sao mà lại phá bột? Em không biết, tại vì do nó bột nó bị dơ quá, dính dơ quá chứ nó bị nứt, nó bể luôn là do dính nước. Sao nó tét với cây mà cái miếng dán để ngang á, nó bị ướt cái nó bung ra hết bên. Rồi giờ nó bị lỡ tùm lum hết trơn này, em sợ nó nhiễm trùng với bác sĩ kia không biết nói chuyện với người ta sao. Mình qua dắt em đi tùm lum hết trơn á, nhờ người ta tháo sớm cho bé. Nó giờ nó bức gức lắm, ở khóc hoài. Nhưng mà nữa mới giờ bỏ xuống này. Mình chăm gia đình ăn sau là em thấy bữa không ăn luôn, đâu có đi mua được đâu, bỏ nó chút xíu nó khóc rồi. Bỏ được rồi hả? Dạ. Bữa trước thì mua được không? Dạ không, bữa trước cái cô trong đây là cái cô mà qua dắt đi cắt bột á, cái cô xin cơm chay cô để cho đó cho ăn. Rồi chiều cái dạ rồi chiều cô cho miếng cháo. Nhưng mà thấy tình trạng bé em thấy cũng ổn chứ không đấy nọ thôi. Dạ, bữa nay ổn chứ bữa hổm đưa lên thì đường hết. Dạ. Tại vì sáng em ở nhà em đi làm giấy em tờ, cái chiều em đi lên Bình Dương có một chuyện á. Ở nhà nó bị mà chị hai điện em tưởng giỡn mà. Dạ. Cái tới 7 giờ mấy chị hai người cút điện cái em kêu chị thôi soạn đồ nó đi về, em điện xe đi liền. Nó đưa lên 512 giường mà nó thôi đưa lên đây đi. Nhưng mà sẵn đây có phải là tái khám luôn hay kia cái dạ không, tại bữa đó thấy là bác sĩ nói gì nên mới đưa lên đây luôn chứ để ở nhà sợ nguy hiểm lắm. Nhưng mà em nghĩ là còn này thì bây giờ phải ở lại tái khám, chưa về đâu, chưa về đâu còn lâu. Chắc phải ở đây mấy ngày cả tuần ha. Dạ bác sĩ hồi nãy có lên hỏi, em hỏi là bé này ở lâu không để điện về cho gia đình chuẩn bị đồ. Bác kêu vậy trước tiên là chuẩn bị từ 5 đến 7 ngày đi, rồi nếu mà ở lại thêm thì có sẽ báo. Ồ, 5 tới 7 ngày. Là, dạ, tại giờ là tiêm kháng sinh đồ với chích thuốc. Đủ quá, kéo luôn. Dữ vậy sao? Giờ đã còn lắm. Nhưng mà mấy bữa nay em bé ăn đã còn ập nữa không? Đã còn. Hôm qua là 4 giờ cho tới 7 giờ là nó ập lắm lần. Nhưng mà bây giờ bốn bình em cho biết là mấy đứa trẻ nó học thì em phải cho bú ít mà chia ra nhiều cữ á. Trời, hồi đó là cứ một lần nó bú là hơn nửa bình, còn giờ em pha 3 muỗng là nửa bình, uống mấy tiếng màu chưa hết. À. Nhiều khi nguyên đêm luôn tới sáng còn miếng, vậy không cho uống nhiều không sợ nó học á. Trời biết tao chụp hình cười liền. Ôi đừng khóc nữa. Cái đây mà bé. Trời ha. Đứt thì khóc nó gên nó méo làm mất mệt khó chịu ha. Đây nè chả nè ồ ai ghé cái lạnh lại ghé cái lạnh khắp đây. Đi về rồi mấy bé ở nhà rồi nó có nhát không, nó có ai điện khóc trời luôn. Là làm quá trời hả? Không có mẹ con ngủ giật mình khi mẹ về với con. Cái việc mà em với anh Sang không ở với nhau nữa thì rất là đơn giản, nhưng mà ba cái đứa nhỏ đặc biệt là bé lớn nó có hỏi gì tới cha không? Bữa thì hỏi mà giờ cái họ lâu lâu cái em hỏi nó vào ba đâu rồi, nói ba có vợ mới rồi. Rồi nó có khóc hay đòi gì ba không? Còn tình cảm với cái nội sao? Dạ. Mấy đứa nhỏ nó còn tình cảm với nội, đặc biệt là bé ngập dầu. Em nói là mốt gặp nội không có kêu nữa, nghe đâu không có kêu nữa. Em nói nó thấy gia đình nội đối xử nhẹ gì không? Mốt con mới thương mẹ nhiều nghe không? Nó con thương mẹ à. Tới giờ nó không nhắc nữa. Bữa đi ngang chỗ xe bánh lộn nó cũng không kêu luôn. Thôi con nít nó có tình cảm với ai kệ nó, đừng cấm cản. Có con bé Nhi thì bữa nó gặp con còn chạy lại chân dầu, gặp nó đứng đó chứ không chạy lại. Sữa cho em. Còn có khi nó muốn biết là nó đói. Tự cầm mình sửa đấy chứ. Đó. Con nhỏ bắt lại đó. Rồi hôm nay học viện phí nhiều không? Đúng nhiều không? Chưa có đóng viện phí. Chưa đóng tiền ha. Tại vì mới khám bên kia thì đóng cái chụp hình đồ không à. Rồi có phải tạm ứng gì không? Chưa luôn, chưa có hỏi tới luôn. Bởi vì con nít nó có bảo hiểm cho nên là hình như là cái thằng đó nó không cần tạm ứng trước hay chưa gì hết. Em tại giờ em hỏi, em lên nói quan trọng là theo dõi cái dòi dùm cho em á, tại em nói bác sĩ là giờ con sợ, giờ theo dõi cái dòi dùm sợ sau này nó lớn nó có tật. Bác sĩ mới kêu là để chút chụp hình lại. Không, anh nghĩ là cái dòi bởi vì bó tại tháng á, lâu quá rồi bé nó chưa có quen co lại đó. Tức là mở ra, mắt mở ra luôn mà. Nên là nó phải có thời gian để bé nó bắt đầu nó hoạt động trở lại. Kéo mà giãn cái áo luôn rồi nè. Nó kéo lên tới đầu luôn, nó không có là nó buồn ngủ lắm rồi, nó phải kéo cái áo của nó. Đang buồn ngủ hả? Đang buồn ngủ là nó phải kéo cái áo qua cái mặt của nó chơi giùm lên. Ru cho em đi. Không, không, đừng đụng cái áo của nó, tự nó ngủ hả? À, không cần đụng. Ai vậy? Tự ngắm. Nó kéo, tự nó kéo áo, tự chúng nó mùi nó ngủ hả? Dạ. Vậy cho thêm cái áo nữa cho cầm chơi. Đó mua cái áo rồi chút xíu rồi nó kéo cái gì vậy á. Hôm nay thì nghe tin Bé Yến á, cho nên là mình ghé thăm thì có cái anh Thông Phạm gửi cho Bé Trang với Bé Yến là 100 đô. Thôi thì mình gửi luôn cho tròn 2,5 triệu cho hai mẹ con để lo viện phí mấy ngày tới. Anh gửi nha, anh Thông Phạm gửi cho. Dạ anh cũng hơn. Gái hư quá. Xin lỗi, nó ngủ rồi này không biết sao đụng với nó mới được. Giờ kê cái gói này đầu nó à, uống hả?